Kính chào các bạn, tôi là giảng viên của kế toán Việt Hưng. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về nội dung cũng như là hình thức học của khóa học kế toán nhà hàng tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Trước khi đi vào nội dung của khóa học kế toán nhà hàng thì tôi chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm khi tôi đã đi quyết toán và làm việc với cơ quan thuế các quận tại Hà Nội cũng như là các cơ quan thuế tại các tỉnh lân cận mà chúng tôi đã làm dịch vụ. Đối với công ty về nhà hàng thì chủ yếu là vật tư đầu vào kế toán cần phải xử lý. Ví dụ như là rau củ quả khi chúng ta mua của người nông dân thì các bạn sẽ phải lập các mẫu biểu như thế nào để chúng ta được ghi nhận vào là chi phí hợp lý. Hoặc các công cụ như là bát đũa chúng ta mua về để cho khách sử dụng thì chúng ta sẽ cần phải phân bổ như thế nào, nhập kho hay là chúng ta phân bổ dần vào từng tháng. Thì cái đó trong quá trình học thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái tiêu chí phân bổ sao cho nó hợp lý và mình vẫn được ghi nhận vào làm chi phí của doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai, khi quyết toán thuế sẽ hỏi chúng ta về các cái định mức của từng món ăn. Thì đối với định mức của món ăn thì trong đó nó sẽ có cái sự hao hụt. Ví dụ như là rau củ quả chúng ta định mức cho một món thì khi chúng ta đưa vào sơ chế nó sẽ có cái sự hao hụt như là bị hỏng thì chúng ta sẽ phải xuất thêm cái định mức đó như thế nào. Rồi cách xử lý những cái nguyên vật liệu thừa ra sao thì trong cái khóa học này giáo viên của Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn. Đối với các công cụ như là quạt, rồi bếp ga công nghiệp sử dụng cho nhà hàng thì chúng ta phải phân bổ vào bộ phận nào cho hợp lý. Ví dụ như là bếp ga thì chúng ta có thể sử dụng phân bổ cho bộ phận bếp, còn quạt thì chúng ta có thể phân bổ chung, hoặc là bàn ghế thì chúng ta có thể phân bổ chung vào tài khoản 641 để sau này coi như đó là các cái chi phí bán hàng. Còn các cái chi phí mà liên quan trực tiếp đến quá trình tạo ra món ăn thì chúng ta sẽ phải phản ánh vào các tài khoản như là 154 hoặc là 621 theo thông tư 200. Và đối với các hóa đơn trong nhà hàng có hóa đơn bán ra thì chúng ta phải có bảng kê của từng món ăn đi kèm để làm sao tổng cái số tiền ở trên bảng kê đó nó sẽ phải bằng tổng số tiền ở trên hóa đơn để chúng ta chứng minh được là chúng ta đã bán những cái thành phẩm như vậy với số tiền bằng tổng cái số tiền mà khách hàng đã thanh toán thì lúc đó cơ quan thuế mới chấp nhận. Trong quá trình học khóa học kế toán nhà hàng tại Kế toán Việt Hưng thì giáo viên cũng sẽ đưa ra cho các bạn về những cái mẫu biểu hồ sơ để chúng ta có thể chuẩn bị trước khi quyết toán thuế. Còn đối với về vấn đề lương và nhân công thì về nhà hàng thì có rất nhiều bộ phận, ví dụ như là bộ phận văn phòng này, bộ phận marketing hoặc là bộ phận bán hàng chính là bộ phận tiếp tân và hoặc là bộ phận bếp thì chúng ta cần phải chế biến lương cho các bộ phận và phải tập hợp chi phí lương cụ thể cho từng bộ phận để cần tính giá thành. Thì để ghi nhận cái lương đó là cái chi phí hợp lý thì chúng ta phải lập những cái mẫu biểu như thế nào rồi thể hiện ở trên bảng lương ra sao để làm sao mà chúng ta vẫn được ghi nhận lương là chi phí hợp lý. Và đối với các khoản tiền phụ cấp ăn ca thì chúng ta phải đạt ở cái mức quy định như thế nào để sau này quyết toán không bị gạt chi phí ra. Thì trong quá trình học giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Còn quay về nội dung của khóa học thì đối với kế toán nhà hàng thì trung tâm cũng hướng dẫn cho các bạn tổng hợp tất cả công việc của một kế toán. Từ xử lý số dư đầu kỳ, khai báo danh mục các phòng ban nhân viên, rồi tạo các mã dịch vụ quản lý và công nợ phải thu phải trả theo dõi từ kỳ trước chuyển sang đầu kỳ này. Rồi theo dõi các công cụ tài sản từ những năm trước chưa phân bổ khấu hao hết thì sang đầu của kỳ này thì chúng ta sẽ phải kê khai lên phần mềm kế toán như thế nào thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách xử lý số dư đầu kỳ. Còn đối với việc phát sinh ở trong kỳ thì kế toán hướng dẫn cho chúng ta từ cách lập định mức nguyên vật liệu đến hạch toán các hóa đơn mua vào như là mua nguyên vật liệu, mua công cụ tài sản, rồi mua ga để sử dụng cho bộ phận bếp và các cái mẫu bảng kê liên quan đến việc bán và mua. Hướng dẫn các bạn về hạch toán kho, ví dụ như là từ cách lập định mức này đến lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu, lập phiếu nhập kho thành phẩm và xử lý hàng tồn kho. Hạch toán các hóa đơn bán hàng chính là hóa đơn tiếp khách ăn uống,
thì sẽ có kèm các cái bảng kê, các thành phẩm món ăn cũng như là hàng hóa, nước uống. Để làm sao tổng số tiền ở trên bảng kê sẽ phải bằng tổng số tiền ở trên hóa đơn bán hàng. Tiếp theo là sẽ hạch toán các khoản chi phí khác như là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ, cách phân bổ khấu hao hàng tháng và tập hợp chi phí cho từng thành phẩm. Cuối cùng thì giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn về hạch toán lương, chế biến hồ sơ lương, nhân công và tập hợp chi phí tính giá thành cho từng món ăn. Sau khi giáo viên hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện các bút toán nghiệp vụ phát sinh trong kỳ thì đến cuối kỳ sẽ hướng dẫn chúng ta lên báo cáo tài chính và cách in sổ sách cuối năm để khi quyết toán chúng ta có thể giải trình được với cơ quan thuế cũng như là các vấn đề kinh nghiệm mà giáo viên sẽ chia sẻ cho các bạn khi quyết toán thuế cần phải làm những cái vấn đề gì, hồ sơ, các mẫu biểu chuẩn bị khi quyết toán thuế ra sao thì giáo viên sẽ gửi cho các bạn những cái bộ chứng từ đó để chúng ta tham khảo, phục vụ tốt cho quá trình quyết toán sau này. Còn về nội dung của chi tiết của khóa học kế toán nhà hàng thì sau khi các bạn thanh toán học phí cho kế toán Việt Hưng thì trung tâm sẽ cấp quyền cho các bạn truy cập vào giáo trình trực tuyến kế toán nhà hàng. Các bạn sẽ click vào chữ đăng nhập và đăng nhập bằng tên và mật khẩu do kế toán Việt Hưng đã cấp cho các bạn. Nếu như chúng ta học khóa kế toán nhà hàng thì các bạn có thể vào khóa học của tôi, chọn đến khóa kế toán nhà hàng. Như nội dung bên ngoài tôi vừa hướng dẫn thì kế toán nhà hàng sẽ bao gồm là xử lý số dư đầu kỳ và hạch toán các hóa đơn chứng từ lương ngân hàng, công cụ, tài sản ở trong kỳ và cuối kỳ thì tập hợp chi phí tính giá thành. Thì theo như cái sườn đó thì nội dung của khóa học cũng sẽ là buổi thứ nhất là buổi 2, giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn hạch toán cập nhật các số dư đầu kỳ. Từ buổi 3 trở đi thì chúng ta sẽ hạch toán các hóa đơn mua vào, bán ra, hạch toán lương, ngân hàng, bảo hiểm, xuất kho, nhập kho, công cụ, tài sản. Và đến buổi cuối cùng sẽ là lên báo cáo tài chính và sổ sách kế toán. Ngoài ra dưới mỗi khóa học sẽ có các bài tập trắc nghiệm sau khóa học và chúng ta có thể click vào và làm các bài tập trắc nghiệm với những kinh nghiệm câu hỏi thực tế mà kế toán Việt Hưng đã sưu tầm được từ các học viên cũng như là từ kinh nghiệm khi kế toán Việt Hưng đang làm việc cho các công ty về nhà hàng. Việt Hưng sẽ đưa ra cho chúng ta các câu hỏi trắc nghiệm mà chúng ta sẽ vào để thực hiện các bài trắc nghiệm đó cũng như là các bạn sẽ tham khảo những cái kinh nghiệm mà bên mình đã chia sẻ. Để xem được chi tiết của các buổi thì chúng ta có thể click vào tài liệu kế toán, ví dụ tôi chọn là buổi 3 chẳng hạn. Các bạn sẽ click vào xem nội dung. Ở bên trong tài liệu kế toán buổi 3 sẽ có các hóa đơn chứng từ của công ty về nhà hàng. Trình Duyệt hỏi bạn có muốn mở trang vừa thoát ra hay không? Chúng ta có thể nhấn không. Ví dụ ở đây sẽ là hóa đơn mua vào, mua bếp ga, bình ga thì chúng ta sẽ phải hạch toán như thế nào? Các bạn có thể click vào chữ MISA để nghe trước bài giảng hoặc có thể đợi đến khi giáo viên online để hướng dẫn cho các bạn nếu như các bạn học có giáo viên hướng dẫn. Đây là các cái chứng từ mà liên quan đến việc hạch toán mà chúng ta sẽ được học trong khóa học kế toán nhà hàng. Đây là hóa đơn thực tế nên là phông chữ có thể hơi là mờ. Các bạn có thể nhấn chuột phải, chọn zoom in lên để chúng ta nhìn cho rõ. Sau đó chúng ta lại sâu on xuống để chuyển sang các trang khác để chúng ta hạch toán. Còn đối với hình thức học của kế toán Việt Hưng thì các bạn học online, nếu như học có giáo viên hướng dẫn thì các bạn sẽ học qua phần mềm UltraView, là cái phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Đây chính là phần mềm UltraView. Và giáo viên sẽ gọi điện liên hệ với các bạn qua Zalo hoặc qua Facebook hoặc là Skype. Đó là hình thức học của trung tâm. Còn phần mềm học thì trung tâm sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm kế toán MISA hoặc là FAT Accounting 11. Nếu như bạn nào dùng FAT thì chúng ta có thể sử dụng FAT. Còn nếu như chúng ta dùng MISA thì các bạn có thể dùng MISA. Đa số đối với các công ty về nhà hàng thì chúng ta sử dụng phần mềm kế toán MISA thì ưu việt nhất. Như vậy là tôi vừa trao đổi với các bạn một số những kinh nghiệm cũng như nội dung của khóa học kế toán nhà hàng tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Hy vọng việc chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về khóa học và các bạn sẽ tham gia khóa học của Kế toán Việt Hưng. Kế toán Việt Hưng sẽ cam kết hướng dẫn cho các bạn đầy đủ tất cả công việc của kế toán cũng như là chia sẻ kinh nghiệm với các bạn để làm sao
các bạn học hiểu và làm được. Ngoài ra thì trong quá trình làm việc sau này thì Kế toán Việt Hưng cũng hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình làm việc. Nếu như có gì không hiểu thì các bạn có thể hỏi giáo viên hoặc là hỏi trung tâm để nhận được sự giải đáp từ Kế toán Việt Hưng. Đến với Kế toán Việt Hưng thì các bạn yên tâm là học và làm được, vì các bạn được học với giáo viên là các anh chị mà làm thực tế tại doanh nghiệp nên có rất nhiều những kinh nghiệm để các bạn học hỏi và chia sẻ. Hy vọng được hợp tác với các bạn trong một thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công!